quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Mẹ Mai Phương lên tiếng khi bị bảo mẫu La Vi nói vô tâm, chỉ nghĩ tiền. Phụ huynh của nữ diễn viên cũng khẳng định rằng điều mình mong muốn nhất là đón cháu gái La Vi về nhà chăm sóc. Vài ngày gần đây, câu chuyện nuôi dưỡng bé La Vi, hai cô bảo mẫu của nhóc Tì, Phùng Ngọc Huy, phụ huynh Mai Phương lại tiếp tục xuất hiện trên các diễn đàn. Mọi chuyện xuất phát từ lúc ba mẹ của diễn viên tìm gặp luật sư và trình bày về việc mình bị hạn chế thăm nom cháu ngoại, yêu cầu hai cô bảo mẫu trả La Vi về với ông bà. Ông bà đến gặp luật sư và làm lớn mọi chuyện. Bà ngoại La Vi lên tiếng khi bị chỉ trích thiếu quan tâm con cháu. Vào sáng 16 tháng 6, mọi thứ còn căng thẳng hơn nhiều khi phía cô bảo mẫu lên tiếng và đưa đơn khởi kiện luật sư khi có những phát ngôn thiếu kiểm chứng, tự ý đến nhà riêng mà không có lời thông báo trước. Thậm chí cô My còn khẳng định bà ngoại không quan tâm hay chăm sóc cháu. Mai Phương sợ phải ở cạnh mẹ ruột vào những ngày cuối đời, hay cả việc bà đến bệnh viện và hỏi tiền nong còn bao nhiêu. Cô bảo mẫu là người được Phùng Ngọc Huy ủy quyền chăm sóc trong vài tháng nay. Ngay khi biết được thông tin từ phía đối phương, mẹ của cố diễn viên cũng đã lên tiếng chia sẻ với báo. Mục đích của bà Minh Tâm chỉ được muốn đưa cháu về nuôi dưỡng. Tình mẫu tự của ông bà ngoại có một đứa con và một đứa cháu duy nhất. Bây giờ chúng tôi lại bị bố La Vi phản đối nuôi. Nhưng thực tế Huy bỏ bê con tôi từ ngày cháu mang bầu. Một tay chúng tôi nuôi La Vi, dạy dỗ cháu nên người. Những ai sống trên đường Trần Quang Khải quận 1 đều chứng kiến. Thậm chí bà ngoại thách thức, cô My hay ai muốn kiện thì cứ việc khởi kiện. Bởi những điều tôi nói ra là sự thật. Cuộc đời có nhân quả. My cùng những người kia đang trả thù tôi. Họ hạ bệ danh dự uy tín của tôi bằng những clip được dàn dựng gây bẫy. Cô bảo mẫu tiết lộ câu chuyện xót xa từ bên trong. Từ trước đến nay, hai chị em song sinh chăm lo cho La Vi luôn im lặng trước mọi lời trách móc, chê bai. Đơn giản vì họ đặt tình cảm với Mai Phương và nhóc Tì lên hàng đầu. Đã từng có nhiều sau việc tiết lộ việc hai cô phải chịu đựng những áp lực như thế nào, nhưng vẫn cố gắng hết mức có thể để bảo vệ bình yên cho hai mẹ con, để nữ diễn viên ra đi yên ổn. Người bảo mẫu hy sinh thời gian công việc sức lực để chăm lo cho nhóc Tì và nữ diễn viên. Cô My lần đầu bức xúc, phản pháo mẹ Mai Phương. Thưa ông bà, từ khi Phương đổ bệnh đến khi mất, ông bà có phải lo tâm lo lắng, thức đêm hôm để chăm sóc không? Hoàn toàn không. Ông bà nhé, bà có nhớ bà gọi tôi đến và kêu tôi đi phòng cấp cứu hỏi Phương còn bao nhiêu tiền? Phương tính thế nào nói cho bà biết để bà tính, nhưng tôi đã không làm điều đó. Bà ơi, những viên thuốc đặc trị đầu tiên Phương uống tên gì bà có biết không? Chi phí cho tiền thuốc men bà có rõ không? Những lần Phương buộc gửi con cho bà mà tôi cũng quá bận với công việc riêng thì bà đã làm gì con bé, chắc bà rõ lắm đúng không bà? Đến hiện tại, câu chuyện căng thẳng hết mức khi cả hai đều gặp gỡ luật sư và đâm đơn kiện nhau. Cô My làm ra lẽ vì danh dự mình bị ảnh hưởng, gia đình bị làm phiền và bé La Bi cũng có phần hoảng sợ. Mọi người luôn cố gắng bảo vệ cuộc sống bình yên nhất cho bé, như lời họ hứa hẹn với người đã khuất.